vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, bằng tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bằng trí chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chung thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai. Được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân. Được chư thiên nhân loại đảnh và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh chúng bậc Như Đức. Được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Akasatha cha bồ tát tha di qua na ga ma ni ti ca bồn nhân lô anu mô đan tu chi răng ra căn tu sa sa năng ra căn tu nô ga ru ra căn tu nha ta yo ra căn tu ba ni nô ra căn tu nô sa đa nguyện công đức tu kỳ hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp nhiều bài đức thần lực nữ khắp cả trần hoàng thư không giới thiên giới xin các ngài tùy hỷ công đức đã thể hiện rồi hộ trì vân pháp mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ khuyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu thiểu bình dứt khổ sầu ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu nhân tâm cầu giác ngộ đăng hoa ca mê buôn nhang a sa hoa ca gia hoa hăng hô tu a na ga tê ca li do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya. Dạ, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Thaya. Nam Mô Dhammaya. Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri. Con thành kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức. Dạ, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, thưa hôm nay là ngày Chủ Nhật, năm Tây tháng 7, năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày rằm tháng 5, âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ, con kính mời quý Phật tử Nam Mô Thọ Bát xin chuẩn bị để cùng con tắt bạch xin giới. Nam Mô Bụt Thaya. Thay mặt quý Phật tử,
Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukka samayang sante tisarane nasa aatang gasaman nagatang upo satang yajama duti yambi mayang sante tisarane nasa aatang gasaman nagatang upo satang yajama tati yambi mayang sante tisarane nasaha atang yasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan đại giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đấng chánh biên tri. Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện y Phật. Dutiyambi Buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi Dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyam bhik sangkhang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyam bi buddhahang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam bi buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyam bi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyam bi sangkhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Ba na ti ba ta ve ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana vechamani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinnadana vechamani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacchariya vechamani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Aparamacchariya vechamani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành. Musavada vechamani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musavada vechamani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merajamachappamma dathana vechamani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me shayama chappama dathana vechamani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapho jana vechamani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapho jana mani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacha gita vadita isu karasana mala gan thư đề bát thà ra nam mạnh đa na vi phu sanh tha na vechamani sikkhapadang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nachagita wa ditawisu kadasana malagan tawi le pata janamandana wifu sanatana we jamani sikha padang samadhiya. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vụ nhạc kịch, thưởng thức ca vụ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ocha Siyana Maha Siyana Ve Ramani Sikha Padang Sama Diya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha Sayana Maha Sayana Ve Ramani Sikha Padang Sama Diya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Imang athang yasamanna gatang buddhapanyatang uposathang itmancharatin itmancadiwasang sammadeva afirakitum sammadiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atasi khabadani upo sisi varasen iman jaratan iman jidivasan sathukang katawa apmamadena sammarakitabbang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới ở chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dĩ vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Silena sua tanh danh ti, silena phu ga sam ba da, silena nip mô tanh danh ti, tasma silena ngư su, tha dê. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tỉnh thanh. Sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bào từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bào đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bào chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bào đức lành tự dưng. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bào tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bào đức lành tự Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba buddha na phave na sada sati phangwan tu te. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba dhamma na phave na sada sati phangwan tu te. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabba devata sabba sangha na phave na sada sati phangwan tu te.
Phương An có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Tha Ya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Nam mô Bụt Tha Ya, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử. Cảm ơn sư Huệ Ngọc đã thay mặt giới tử để thọ Bát Quan Trai Giới. Kính bạch chư tăng đức, kính thưa đại chúng. Đây là chương trình Phật pháp Bát Nhã Mắt trên Phật Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Boston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con là nhà thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma do thượng tọa giác đẳng biên soạn, bài 6 pháp Dhamma. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ya. Cho đến bây giờ thì con vẫn chưa thấy thượng tọa tỷ sư hay là thượng tọa chúng ta cũng vào trong room. Xin quý vị đã hữu chờ quan hệ chờ đợi trong giây phút. Dạ, xin kính thỉnh đại đức vị tri liên lạc với thượng tọa tỷ siêu ạ. Thường tôi chắc đặng đã online, xin quý đạo hữu chờ đợi trong giây lát. Dạ, năm mươi bữa thay giá sa thú lành thai, chúng con đã thấy thường tôi chắc đặng đã vào trong room. Dạ, con xin được con vừa đọc xong phần hiệu chương trình ngày hôm nay. Con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Tha Ya. Nam mô Bụt Tha Ya, kính thưa đại chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, sau năm bài học dẫn nhập, hôm nay chúng ta bước vào bài thứ 6, và đây là bài học chính thức của giáo trình A Di Đà, giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Ở trong bài này chúng ta sẽ đi vào cái khái niệm định nghĩa về chữ pháp Dhamma, một khái niệm rất là quan trọng mà tất cả những người nào học thắng pháp đều phải biết, bởi vì đây là một khái niệm nền tảng cho tất cả những gì mà chúng ta sẽ học xuyên suốt trong giáo trình này. Hôm nay thì thầy siêu bận đi dạy học nên chi thượng tọa không có vào được. Do vậy bây giờ xin mời quý Phật tử cùng hãy đọc cho bài học, rồi sau đó chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay. Xin mời cô Lan Dung. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ya, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã dẫn nhập bài học. Bây giờ con xin được phần chánh kịch văn. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma.
Bài 6. Pháp, tức là Dhamma. Pháp, Dhamma là một khái niệm quan trọng mà tất cả người học thắng Pháp Abhidhamma cần nắm vững. Có nhiều định nghĩa về thuật ngữ này trong Phật học. Năm ý nghĩa chính thường gặp qua kinh văn của chữ Pháp, Dhamma là A. Pháp là lời dạy của chức Đức Phật như trong câu Phật Pháp Tăng. B. Pháp là giáo nghĩa cần học hiểu để phân biệt với luật Vinaya, là những quy định phải tuân giữ như trong câu Pháp và luật do Như Lai giảng giải. C. Pháp là cái gì thuộc về thiện, như trong câu người tu tập phải phân biệt cái gì là Pháp, cái gì là phi Pháp. D. Pháp là bản chất của hiện tượng, như trong câu phải vượt qua những định kiến cố hữu để thấy được Pháp. E. Pháp là tất cả những gì có trạng thái, định tượng, dù thiện hay ác, hư hay thật, như trong câu nhậm trì tự tánh thị chư Pháp. Trong thắng Pháp Abhidhamma, thuật ngữ Pháp Dhamma cần được hiểu là tất cả những gì thuộc về thực thể, dù là quy ước hay thực tính, chứ không phải là bản thể. Anh ngữ viết: Things entails as opposed to mere appearances. Một điều rất quan trọng khi nói về Pháp Dhamma trong thắng Pháp Abhidhamma là không nên hiểu theo cách nhận thức khoa học tự nhiên của Tây Phương, mà là một kết hợp nhuần nhuyễn cả ba phương diện triết lý, tức thật, tâm lý, tức là phương cách nhận thức, và đạo lý, tức là có mục đích hướng thiện, hướng thượng. Như giáo lý tứ đế, về mặt này, không có sự khác biệt gì giữa kinh tạng và thắng pháp tạng. Ngữ và nghĩa cần phân biệt ý nghĩa của thực thể và bản thể. Bản thể là sự thật nằm đằng sau hiện tượng, hiểu nôm na như nội dung ngược với hình thức. Trong lúc thực thể bao gồm cả hai, nên cẩn thận. Trong Phật học, các từ vựng cần được định nghĩa tùy theo ngữ cảnh. Thí dụ, trong chữ Pháp thì cảnh Pháp, sắc, thinh, khí, vị, xúc, Pháp, nên hiểu là cả những cảnh ngoài năm đối tượng tiếp của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Học Phật không thể chỉ dựa trên khả năng ngôn ngữ, mà còn phải am hiểu nghĩa lý. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Pháp sư Giác Chánh có một giai thoại khi có người hỏi Pháp là chi, thì Ngài trả lời chi cũng là Pháp. Đó là khái niệm rộng nhất khi định nghĩa về Pháp. Những điểm cần nhớ: Pháp trong ý niệm tổng thể có nghĩa là những gì có trạng thái riêng hay tự tánh, dù thi thiết hay bản thể, thiện hay ác. Ngay trong thắng Pháp Abhidhamma, thuật ngữ Pháp được dùng với rất nhiều nghĩa tùy theo mỗi trường hợp. Cho dù thắng Pháp Abhidhamma giải nhiều về thế giới đại tự nhiên, nhưng không nằm ngoài mục đích giác ngộ giải thoát như trong kinh tạng. Biểu đồ chư Pháp, phần minh họa, biểu đồ chư Pháp là học cụ được dùng trong giáo trình. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là ý nghĩa chữ Dhamma, Pháp. Bài học tiếp theo sẽ là chân đế và tục đế. Chánh văn đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Lễ Chư, Công Đức Xin Chào Tất Cả Quý Phật Tử. Thưa quý vị, khi chúng ta học Phật Pháp, có nhiều người thường dựa vào cái khả năng về ngôn ngữ, nhất là chữ Hán hay là chữ Phạn. Nhưng mà phần lớn những cái từ vựng đó phải hiểu theo cái ngữ cảnh và cách dùng. Và một cái thí dụ đặc trưng mà ngày hôm nay tất cả chúng ta đều phải
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, giá cho kính bình thường tọa chẳng đẳng ở trong room chúng con hết nghe thiện tọa rồi, kính thỉnh thường tọa cảm bích lại ạ. Nam mô Bụt Thầy, giá dạ cái bạch cho tâm đức thưa quý đại đồ. Thượng tọa đẳng đã rời trong có lẽ là đường nét của thượng tọa bị trục trặc, xin quý vị quan hệ chờ đợi trong giây lát. Xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ vâng. Hôm nay cho quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Xin hỏi quý Phật tử, nãy giờ quý vị không thấy chúng tôi cầm mic phải không? Từ đầu tới giờ quý vị chưa nghe chúng tôi nói phải không? Hay là có nghe được đoạn nào rồi? Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng ta nói về những ý nghĩa khác nhau của chữ Pháp á. Lấy ví dụ như là câu ý nghĩa đầu tiên chúng ta nói là Pháp là lời dạy của Đức Phật. Giờ Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì chữ Pháp đó có nghĩa là lời dạy của Đức Phật. Và ngay cả trong lời dạy của Đức Phật thì cũng có chia hai phần là Pháp và luật Tham Bảo Nguyên Đa Giá. Thì khi đề cập đến Nguyên Đa Giá đó, có nghĩa là luật, thì đó là những gì mà Đức Phật Ngài ban hành. Khi mà chúng ta vào tu, như tu ở trong chùa là một vị xuất gia, thì nói về luật á là chúng ta chỉ thọ trì, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta phải có những điều mà chúng ta không hiểu hết, nhưng mà chúng ta vẫn thọ trì, tại vì đó là luật. Nhưng mà riêng về pháp, thì đó là những điều, là những giáo nghĩa mà chúng ta phải học hiểu. Do vậy như trong câu là
sau khi Như Lai viên tịch rồi, pháp và luật mà do Như Lai giảng dạy đó sẽ là thầy dạy của chúng con, của các con. Thì như quý vị thấy ra rằng cái chữ pháp và luật đó được đặc biệt là chỉ cho hai cái bộ phận chính ở trong lời dạy của Đức Phật, và cả hai đều nằm trong cái gọi là pháp Phật, pháp tăng hết. Tại vì chữ pháp trong nghĩa đầu thì là nghĩa rộng hơn cái thứ hai. Thứ hai đó thì chữ pháp đó, pháp và luật đó là nằm ở trong Tam Tạng Kinh Điển, mà trong lúc có Tam Tạng Kinh Điển chữ đó cũng gọi là pháp. Điều này quý vị sẽ thấy được cái sự cái phạm vi lớn nhỏ khác biệt với nhau. Và chúng ta cũng nghe câu là pháp và phi pháp. Pháp và phi pháp có nghĩa là pháp là cái gì có đặc tính về thiện, về điều tốt đẹp. Phi pháp là đặc, là nói về cái gì sai lầm, như là sát sanh, trộm cướp, vân vân. Thì cái chữ pháp đó, cái chữ pháp ở tại đây được hiểu là cái gì có quyết định đánh về thiện, có bản chất thiện, cái gì thuộc về tốt lành gọi là pháp. Vì vậy chúng ta cũng phải rất là cẩn trọng. Và ở nghĩa thứ tư, mình nói rằng pháp cũng là bản chất của hiện tượng. Bản chất của hiện tượng, như là chúng ta nói về một cái nhìn của một triết gia người Đức rất là nổi tiếng là ông Kant. Ông là người đưa ra cái ý niệm thế nào là bản chất của hiện tượng. Mình thấy ở bên ngoài mình thấy, nhưng mà mình phải nhìn xuyên qua cái đó để mình thấy một cái thực tế khác hơn. Thí dụ như thứ vị mình thấy cái một cái món hàng này được tiêu thụ rất là nhiều thì đó là gọi là hiện tượng, nhưng cái bản chất của nó, bản chất của nó đó là không phải là người ta mua giấy toilet paper nhiều là vì cái nhu cầu. Cái bên ngoài ta mua, thấy họ mua nhiều như vậy, nhưng mà cái bản chất của vấn đề mà họ mua giấy vệ sinh nhiều đó là bởi vì họ lo sợ đó là những thứ đó không có được, có sẵn và không thể tìm mua được trong lúc mà đại dịch xảy ra. Thì ở trong thế giới này nó luôn luôn nó có một cái mà mặt nổi ở bên ngoài mà mình nhìn thấy, và có mặt chìm, tức là cái gì sâu kín bên trong á. Thành ra ông Kant ông mới đưa ra cái ý niệm bản chất và hiện tượng. Và sau cùng chúng ta nói là pháp là cái gì có cái tự tánh hay có cái trạng thái, như là trong câu gọi là chúng ta nói nhậm trì tự tánh thì chư pháp, tức là cái gì pháp có cái trạng thái riêng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là từ ở trong phòng mà chúng tôi ngó ra bên ngoài cửa sổ, chúng tôi nhìn thấy hàng rào, nhìn thấy những cái cây, nhìn thấy cái chậu v.v. Sở dĩ mà chúng tôi gọi cái này cái kia là tại vì mỗi một cái vật thể như vậy đó nó có một cái tính chất riêng, có màu sắc riêng, có bản chất riêng. Thật ra nó mới tạo ra một cái một khác biệt giữa cái này và cái khác, chúng ta gọi là cái tự tánh. Cái pháp nào mà nó có tự tánh, có bản chất riêng thì cái đó gọi là pháp. Ở đây có đôi lúc nhiều người nhầm lẫn là Abhidhamma chỉ dạy về pháp bản thể, Abhidhamma dạy bản thể của các pháp. Nhưng mà ở trên thực tế thì Abhidhamma dạy về những thực tướng, thực thể của các pháp, chứ không phải là dạy về bản thể. Bản thể chỉ là một phần. Nói cách khác là dù đó là tục đế hay là chân đế, dù đó là cái việc mà ngôn từ người ta sử dụng bình thường do cái mặt ức của xã hội, hoặc giả đó là một cái sự thật đầm đó, thì tất cả đều nằm trong cái nghĩa gọi là pháp hết. Bởi vì sư trưởng ngày xưa, sư trưởng có một cái giai thoại mà nói như là nói đùa, nhưng mà sự thật là có người hỏi cái chi là pháp, thì hỏi pháp là chi, thì
Xin được mới trả lời là cái gì cũng là pháp hết. Dạ, tất cả là pháp, dù là thiện, dù ác, dù trắng, dù đen, dù thế này thế kia, đều là pháp. Dạ, tất cả đều là pháp. Quý Phật tử quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Quý vị, ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh điều khác mà một số những học giả và ngay cả những vị tăng sĩ có cái một cái nhận xét đó là kinh Tạng thì được đề cập đến những giáo lý mà giá trị trực tiếp cho sự tu tập. Thí dụ Đức Phật, đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Mà tiêu biểu nhất là câu chuyện mà Đức Phật nắm là cây Simsapa ở trong tay, khi mà người hỏi Chư Tỳ Kheo là cái số lá cây trong tay của Như Lai và lá cây ở trong rừng thì lá cây nào nhiều hơn, thì Chư Tỳ Kheo nó bạch Đức Thế Tôn, lá cây ở trong rừng thì nhiều và lá cây trong tay thì rất lại là tương tự như vậy. Những gì mà Như Lai giác ngộ thì như lá cây trong rừng, nhưng mà những gì mà Như Lai thuyết giảng thì như số lá cây xin, bởi vì Như Lai chỉ giảng những điều gì có liên hệ đến khổ và sự thoát khổ. Tức là chúng ta nói về một cái thế giới đại tự nhiên mênh mông, có rất nhiều điều. Nhưng mà đều có cái liên hệ, cũng như ngày hôm nay chúng ta lên trên Internet đó. Ở trong Internet thì thưa quý vị, rất là nhiều, và rất là nhiều những cái dữ kiện, những cái thông tin. Nhưng mà không phải thông tin nào cũng lợi ích hết. Thật ra cái người mà sử dụng Internet phải biết lựa chọn cái gì mà thực sự có lợi ích cho mình. Do nên chi một số những vị mà học Abhidhamma mới ban đầu hay hoặc giả không học Abhidhamma mới đọc thoáng qua thì nói rằng Abhidhamma dạy cái gì mênh mông thuộc về đại tự nhiên, giác ngộ dẫn đến giác ngộ giải thoát hay không. Nhưng mà hiểu như vậy là hiểu rất là sai với Abhidhamma. Thật về phương diện này thì Abhidhamma không khác gì với kinh Tạng. Những gì mà Đức Phật này dạy cho chúng ta đó là đều có cái mục đích để dẫn đến giác ngộ giải thoát. Thí dụ ở trong Abhidhamma dạy về năm quẩn, 12 xứ, 18 giới và 4 đế, thì quẩn xứ giới đế đó nó đều là đối tượng của thiền quán, đều là những cái đề tài quan trọng của kinh Tạng. Và từ đó đó chúng ta hiểu về bản thân của mình, chúng ta hiểu về thế giới này ở trong cái nhìn mà có liên hệ đến giác ngộ giải thoát. Mà do vậy không nên nói rằng Abhidhamma chỉ dạy về pháp mà theo cách là liên quan đến đại tự nhiên. Như ngày nay chúng ta có cái môn học về khoa học gọi là khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên là cái gì đó mà chúng ta học về thực vật,
vẫn có điều là mục đích rõ ràng. Vị nào mà đã có từng tham dự một tháng tu học cho cái mùa đại dịch, đúng là 2 tháng, liên quan đến một cái giáo trình, một quyển sách mà Ngài ở bên dưới tôi, Ngài biết Phật Phật giáo và khoa học, thì Ngài có phân biệt rõ ràng giữa hai cái mục đích của khoa học. Khoa học có nhiều khi tìm hiểu để mà biết thôi. Thí dụ như tại sao con ve sầu nó nhỏ như vậy mà cái tiếng âm thanh rất là lớn, và người ta tìm một thời gian người ta khám phá ra được là cái kết cấu của cái cánh của nó như thế nào mà nó có thể có cái âm thanh rất là lớn, quá lớn so với cái vỏ của nó. Và khi họ tìm được lý do thì chỉ chừng đó thôi, không đi xa hơn. Thì cái đó là cách nghiên cứu sự thật theo khoa học tự nhiên. Nó có khác với một cái người nghiên cứu về y khoa, nghiên cứu một cái bông thuốc. Thí dụ như chúng ta nói rằng COVID-19 ấy, là một cái loại virus. Virus này nó có cái tác hại như thế nào, và làm sao để trị được virus, hay hoặc giả là khi mà mình rửa tay bằng thuốc sát trùng thì nó sẽ có một cái tác dụng gì ở trong cái việc mà đề phòng virus COVID-19 chẳng hạn. Thì chúng ta thấy được cái nhìn của một cái người nghiên cứu về virus để lo vấn đề sức khỏe khác với một cái người nghiên cứu về con ve sầu. Tại sao mà con ve sầu nó nhỏ mà cái tiếng nó là lớn như vậy? Và tìm cái câu trả lời cho, để trả lời là tại sao con ve sầu có tiếng lớn đó, thì tìm để thỏa mãn cái tri thức của mình thôi. Trong lúc đó, đó thì một cái người tìm cái nào là COVID-19, làm sao để đối trị COVID-19, thì nó có cái mục đích rõ ràng. Thì ở đây chúng tôi muốn nói một điểm là trong khái niệm về pháp, về chữ pháp của Thắng Pháp Abhidhamma thì quả thật là rất là mênh mông, có chiều sâu cũng như chiều rộng, nhưng mà điều đó cũng không nằm ngoài, không nằm ngoài cái tôn chỉ mà Đức Phật dạy rằng Như Lai chỉ dạy những gì có liên hệ đến giác ngộ giải thoát. Cái này cái chúng ta cần phải nhớ. Như chúng tôi có đề cập trong bài học mà quý vị vừa đọc á, nó có 3 cái phương diện là triết lý, là thế nào là sự thật, cái gì là sự thật. Tâm lý là làm sao để nhận thức được sự thật. Và trong phương diện đạo lý thì điều đó nó có cái mục đích giác ngộ giải thoát hay không. Thì Abhidhamma nó phải bao gồm cả 3 thứ đó, chứ không phải đơn thuần là một thứ. Quý Phật tử quan hệ, thưa quý vị, chúng ta trở lại với chữ pháp ở trong A Di Đà. Thì Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài có dùng 2 cái từ gọi là chi pháp và điều pháp. Chi pháp và điều pháp, thí dụ như là mình nói là thất giác chi, thì thất giác chi là một điều pháp, tức là một đề tài, một cái thể tài. Và cái chi pháp thì gồm có 7, đó
đó là niệm giác chi, trạch chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định xả giác chi, gọi là chi pháp. Và khi mà chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ chi pháp thì mỗi một cái dấu chấm, mỗi một cái nút, một cái khoanh tròn ở trong đó gọi là một chi pháp. Dạ, một chi pháp. Thì ở đây khi mà Ngài Hòa Thượng Định Sĩ Ngài dùng cái chữ chi pháp là Ngài dùng định nghĩa pháp được đề cập ở trong một cái đơn vị nhỏ nhất. Và từ cái đơn vị đó, đó người ta có một cái nhìn về cái sự tương quan giữa pháp này và pháp khác ở trong cái mức độ cân xứng nhất. Như là chúng ta nói về trong một xã hội thì cái đơn vị nhỏ nhất trong một xã hội đó là con người, nhà ông Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn B. Chứ chúng ta không thể nói là trong một cái xã hội mà cái đơn vị nhỏ nhất là đàn ông hay là đàn bà, hoặc là những người lợi đức cao, những người lợi đức thấp. Cái đó là thần tượng giống đã tập hợp được một số con người, một số thành phần. Vì vậy khi mà Ngài Thực sự Ngài gọi chỉ chi pháp đó, là Ngài nói về các pháp ở trong một cái nó tức là từng cái đơn vị nhỏ nhất. Từ cái đơn vị này người ta mới bắt đầu có một cái sự định nghĩa, phân chia, nói về sự liên hệ giữa pháp này và pháp khác. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là hồi xưa họ có một cái định nghĩa về về một sư đoàn. Một sư đoàn có bao nhiêu trung đoàn? Như một sư đoàn có 4 trung đoàn, một trung đoàn có 4 tiểu đoàn, một tiểu đoàn thì có 4 đại đội, và trong một đại đội thì có bao nhiêu trung đội, bao nhiêu trong một trung đội bao nhiêu tiểu đội, và trong một tiểu đội thì họ chia ra là ví dụ có 12 người lính chẳng hạn. Thì cái người lính là cái đơn vị nhỏ nhất, và lính nhỏ nhất khi mà chúng ta nói, và không, nếu mà chúng ta cộng trừ thì chúng ta có thể lấy là một cái một người lính mà cộng với một trung đoàn hay một tiểu đoàn, tại cái đó không có cần xứng với nhau. Dạ, thật ra chúng ta nói một người lính thì chúng ta nói theo phương diện một tiểu đội thì có 12 người lính, thì tiểu đội là cái đơn vị nhỏ nhất. Từ cái nhìn về pháp á, chúng ta phải nói về cái chi pháp. Chi pháp là một đơn vị nhỏ. Như bây giờ nói về thuộc tánh thì có xúc thọ tưởng tư định bằng căn tác ý, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Mỗi một một cái pháp mà chúng tôi vừa nêu đó, nó gọi là một chi pháp. Và cái chi pháp này là cái đơn vị nhỏ nhất mà chúng ta có thể đề cập. Và từ chỗ đó, đó chúng ta mới có định nghĩa, rồi nói lên sự liên hệ giữa pháp này và pháp khác. Trong khi mà chúng ta học về thắng pháp Abhidhamm thì thứ vì chúng ta nên hiểu là có những cái mà nó thuộc về thực thể, và có những thứ nó chỉ là một cái sản phẩm của nhận thức. Sản phẩm nhận thức đó, nó không nhất thiết thuộc về pháp. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình nói về Sài Gòn. Sài Gòn là tên một địa danh, nhưng mà không nhất thiết là khi mình nói về Sài Gòn đó, thì bản thân của chúng tôi và quý vị Phật tử có mặt ở đây đều có một cái nhìn giống nhau hết. Sài Gòn ở trong lòng chúng tôi là Sài Gòn của 40 mấy năm về trước, của 40 năm về trước khi mà chúng tôi còn ở Việt Nam. Sài Gòn của quý vị đó, nhất là những vị đang sống Việt Nam, là Sài Gòn bây giờ, một cái thành phố mở rộng ra, kéo dài ra khỏi Thủ Đức, gần tới giáp ranh với Biên Hòa,
một cái thành phố mênh mông hiện tại bây giờ với cái dân số rộng lớn. Nói như vậy thì cũng chưa đủ, là có những người lớn lên ở Sài Gòn, họ quá quen thuộc với chợ Bến Thành, với đường Nguyễn Huệ, và có những người từ ở tỉnh mới lên cảm thấy ngơ ngác trước cái thành phố hoa lệ, xe cộ dập dìu. Rồi cũng Sài Gòn đó, mà ở trong cái con mắt của một nhạc sĩ, nó khác với một người buôn tả bán tình. Một nhạc sĩ như Nam Lộc đã từng viết những bài về Sài Gòn, cái âm hưởng nó rất khác với những người nào đó mà đã từng sống ở trên vỉa hè với sự buôn bán hàng rong chẳng hạn, khác biệt lắm. Như vậy thì chúng ta sống cùng trong một cái thế giới, nhưng mà mỗi chúng ta đều có một cái nhận thức riêng biệt. Như chúng tôi có nhiều lần nói rằng, cùng một trái táo mà lúc mình đói mình nhìn, mình no mình nhìn nó khác, buổi sáng nhìn khác, buổi trưa nhìn khác, buổi chiều nhìn khác, nó không phải ai cũng giống nhau. Nó tùy thuộc vào tình trạng, vào vào cái sự giáo dục, thì thực cái văn hóa, cái xuất thân của chúng ta, nên chúng ta nhìn thì cái đó đạo Phật gọi là cái sự cấu thành do những điều kiện, chúng ta giống là do duyên, do điều kiện. Thì bây giờ trong cái Sài Gòn, cái gọi là Sài Gòn mà với nhiều nhận thức khác nhau, nhận thức Sài Gòn của một người sống lâu ở Sài Gòn, nhận thức người Sài Gòn là một nhạc sĩ bán hàng rong, cái hình ảnh của trước Bẻm Lâm hay là còn tồn động lại sau Bẻm Lâm, Sài Gòn của bây giờ vân vân, thì những cái cảm giác đó, những cái nhận thức đó, đó là những nhận thức dựa trên những cái điều kiện. Tất cả chúng ta cùng sống ở trong một cái giây phút đối diện với một cái cảnh, nhưng mỗi người có cách khác. Chúng tôi nói chỉ thắng pháp Abhidhamma cũng chỉ thế thôi, mà không hẳn là thiền tọa đời siêu. Chúng tôi thiền tọa pháp tân đang có mặt ở trong room này, mà cái cảm giác về chỉ thắng pháp giống nhau, nó hoàn toàn giống nhau. Bởi vì ở trong cái xã hội Tây phương, Tây phương họ có những cái định danh là thượng đế. Ví dụ thượng đế là gì, định danh là như vậy, và mọi người phải tin tưởng thượng đế trong cách đó. Thì thật ra ở trong cái nhìn của Phật học, ngay cả hai con người cùng đến từ một gia đình, từ nhỏ đi cùng một nhà thờ, cùng học một bộ kinh thánh, nhưng mà mỗi người cảm nhận thượng đế tùy theo cách hiểu, tùy theo cái bản chất thể chất của mình. Chúng ta hiểu Phật cũng vậy, chúng ta cũng vậy, chúng ta hiểu sự khổ cũng như vậy. Thì như vậy ở đây ý chúng tôi nói rằng, có một cái sự thật nó thuộc về nhận thức có điều kiện, và có những sự thật là của sự thật, sự thật của sự thật. Thì cái sự thật của sự thật này đó là cái sự thật mà nó không qua cái sự trau chuốt vẽ vời nhồi nặng của kinh nghiệm, của sự giáo dục, của văn hóa, của thành kiến, của định kiến, mà sự thật là sự thật. Thì cái đó ở trong kinh cũng gọi là pháp. Pháp là vượt ra khỏi những cái định kiến, những cái ảo giác và những cái ảnh hưởng, và ảnh hưởng hoặc xa hoặc gần, mà chỉ pháp là pháp thôi. Sự thật như thế nào mà biết như thế đó. Thì ở đây chúng tôi thấy một cái trường hợp mà để cho chúng ta thấy rằng tại sao tuy rằng chúng ta nói như vậy, chúng ta định nghĩa như vậy, nhưng mà chúng ta nhận thức khác nhau. Trong kinh có nói là cuộc sống của chúng ta nó vốn là sự đắp đổi của sanh diệt, của vô thường, như là trời nắng rồi trời mưa, xuân hạ thu đông, rồi có lúc kinh tế rất tốt, có những kinh tốt, kinh tế rất xấu, cái đó là một sự vô thường tự nhiên.
Nhưng mà rồi chúng ta không chấp nhận sự vô thường đó, chúng ta không chấp nhận sự thay đổi đó, mà chúng ta muốn cái gì đó nó mãi mãi là như vậy, không thay đổi. Và do chúng ta muốn như vậy nên chi khi nó thay đổi làm cho chúng ta khổ, rất khổ. Khổ bởi vì nó thay đổi. Thì cái khổ mà do nó thay đổi, tức là cái khổ do chúng ta không chấp nhận được cái bản chất tự nhiên của nó. Nếu sự thật như thế nào chấp nhận như vậy thì mình sẽ không khổ. Sự thật thế nào nó đương nhiên là vậy. Có một lần chúng tôi đi với một vị hòa thượng sang bên Ấn Độ. Vị hòa thượng đã đến Kusinara và nhìn thấy những cái di tích chỗ Đức Phật ngài viên tịch đó, mà nó hoang phế, các nhà khảo cổ khai quật lên. Thì vị này nói chúng tôi nghe một câu rằng tôi không biết tại sao chứ cái chỗ này là chỗ linh thiêng như vậy mà đáng lẽ là phải có chư thiên hộ trì, phải gìn giữ cái tồn tại cho đến bây giờ chứ. Nếu mà nó bị quan phế, bị phá hủy như vậy thì làm sao nó có chư thiên hộ trì. Thì lúc đó người hướng dẫn thì chúng tôi cũng chỉ dạ dạ thôi. Nhưng mà chúng tôi phải nói một điều rằng khi mà vị đó phát biểu như vậy là vị đó không nhận ra một cái lý lẽ đương nhiên Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, tất cả pháp hữu vi đều là vô thường. Và mình đòi hỏi mọi thứ nó phải đứng yên một chỗ, nó phải như vậy và không thể khác hơn. Tức là chúng ta không chấp nhận được sự thật. Ngay cả hiện nay thưa quý vị, có nhiều người ở Mỹ họ rất là khổ sở, họ nói rằng họ không tưởng tượng nước Mỹ là như vậy. Không tưởng tượng nước Mỹ một ngày nào đó mà đương đầu với bệnh dịch còn dở hơn là các nước nhỏ. Không tưởng tượng nước Mỹ ngày nào đó có những cái bạo loạn trên đường phố, hay là có cái chuyện mà cảnh sát có thể bắt người ta đè để mà phải ngộp thở mà chết, vân vân. Thì những cái mà chúng ta nói là chúng ta không ngờ, chúng ta không nghĩ và nó không thể có đó, đó là quan niệm của chúng ta, đó là quan niệm của chúng ta, nó phải thế này đừng như thế kia. Nhưng một khi mà một người thật sự hiểu Phật pháp thì nói rằng cái bản chất cuộc sống nó là như vậy. Bản chất là gì? Là có sanh rồi diệt. Bản chất là biến dịch thay đổi. Nó không thể nào hoàn toàn tốt, nó không thể hoàn toàn như là cái mình nghĩ, như cái mình đinh ninh, mà nó phải thay đổi. Và khi mà mình chấp nhận được sự tự nhiên đó, đó thì cái tâm của chúng ta trở nên trở lại sự bình lặng, được trở lại sự bình an. Một cái sự bình an rất là đúng nghĩa sự bình an, bởi vì nó ra sao mình chấp nhận như vậy, sự thật như thế nào chấp nhận gì? À, sự thật là như vậy đó. Thường tòa pháp tinh ấy, thì tòa pháp tinh có mặt ở trước máy không? Nếu thì hợp tân nghe thì tổ nghĩ giúp cho một việc. Xin được hỏi chị không? Dạ, thì tổ hợp tân khoan nghĩ giúp giảng cho chừng 10 phút. Có việc cần phải giải quyết chút rồi sẽ trở lại. Kính xin thưa tổ hợp tân. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Xin chào cô tu nữ và thân giả quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Để tiếp lời theo Thượng Tọa Giác Đẳng, thì cái bài học hôm nay đó là chúng ta học về thắng pháp, hay gọi là vi diệu pháp. Âm má thì nãy giờ chúng tôi cũng đã nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng cũng như là định nghĩa lại cái từ pháp ở trong thắng pháp này, ở trong vi diệu pháp này. Thì
thì những cái nghĩa mà khi nãy giờ Thượng Tọa giảng về ý nghĩa của kinh pháp, ý nghĩa của lời dạy của Đức Phật, hay là pháp có nghĩa là thiện ác tốt xấu, hay pháp là để phân biệt giữa luật và lời dạy của Đức Phật. Pháp ở trong Di Diệu Pháp này thì nó có một cái tất cả những cái gì mà nó có cái thực tướng của nó. Thực tướng của nó. Cái gì nó có thực tướng thì cái đó được gọi là pháp. Cho nên là nói đến pháp của Di Diệu Pháp hay là thắng pháp thì rất là rộng, rất là rộng. Cái gì mà nó có tính chất riêng biệt của nó, cả cái phần chân đế và cái phần tục đế cũng được gọi là pháp. Cho nên nếu nói hồi xưa đó, chúng tôi nhớ rằng mình học thì cũng ban đầu, rồi các vị giáo thọ cũng dạy cho mình lên rồi học chia pháp, gồm pháp, chia pháp. Nghe nó có lẽ như là một cái gì nó mới dở lòng, học dở lòng cho mình, giống như học bản cũ chương hay là học lớp 1. Nhưng mà chính những cái sơ nền tảng như vậy đó mà nó làm cho mình cái cơ sở để sau này mình học cao hơn thêm, sâu hơn thêm thì mình hiểu vi diệu pháp hay là thắng pháp. Thật sự ra thì học vi diệu pháp thì nó là một rừng từ ngữ rất là nhiều. À, nếu như chúng ta đọc kinh, học kinh, hay là chúng ta xem sách báo gì bên ngoài thì chúng ta có cái kiến thức của những cái từ ngữ của kinh tạng, hiểu cái nghĩa từ ngữ của kinh tạng, rồi hiểu cái sách ý nghĩa của sách báo qua từ ngữ. Nhưng mà vi diệu pháp đó, thì phải nói rằng nó rất là rộng, rất là rộng. Như là Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói nãy, tùy theo cái ngữ cảnh, tùy theo cái chi pháp mà có thể nó có cái ý nghĩa khác nhau trong cái tên gọi. Cho nên là nói đến chữ pháp hồi xưa thì cho đến bây giờ khi mà nói đến, mình thấy những cái người Phật tử mới bắt đầu học hay là những vị sư mới bắt đầu học đó, thì thấy rằng là có khi mà vị giáo thọ chỉ lên lên trên bảng hay hoặc là để mà chia pháp, gồm pháp đó, thì phải nói rằng mình thấy rằng nhớ lại xưa, để mà mình nhớ lại hồi xưa cũng giống như vậy. Nhưng mà bây giờ cái điều đó nó trở thành những cái thuộc lòng, những cái mà nó làm nền tảng cho mình rồi. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là học Di Diệu Pháp nhiều khi là còn phải học đi học lại nhiều lần mình hiểu được. Và chúng ta cứ bền chí, cứ là chúng tôi nhớ rằng ở trong Rung Pháp Cú thì Thượng Tọa Tỳ Siêu xưa nay đó, cũng một vài cả năm, một hai năm nay đó, thì Thượng Tọa giảng cũng vi diệu pháp. Gần đây là Đại Đức Pháp Tính dạy vi diệu pháp sơ cấp, tức là dở lòng sơ cấp. Nói chung là những cái điều đó chúng ta cũng nghe tới nghe lui, học rất là nhiều, học rất là nhiều. Nhưng mà để mà hiểu hết thì cũng chưa có hoàn toàn. Tất cả chúng ta hiểu hết được cái
cái điều mà trong kinh Đức Phật Ngài dạy. Cái điều trong kinh Đức Phật. Vì vậy khi mà nói đến pháp thì phải nói rằng là một cái gì đó mà chúng ta thấy bao gồm cả tục đế lẫn chơn đế. Tục đế là những pháp được chế định. Thí dụ như trong Di Diệu Pháp gọi đó là danh và nghĩa chế định. Từ ở có cái gì mà gọi. Thí dụ như chúng ta thấy gọi là cái bàn, cái nhà, chiếc xe hay là cái ghế hay là cái tủ gì đó. Thì cái đó nó cũng thuộc về pháp chế định. Nhưng mà nó cũng có cái bản chất thật của nó là chế định. Bởi vì sao? Bởi vì chính những cái điều đó nó nhờ như vậy, dù chế định của các cái bậc tiền nhân trước đây đã chế định, cho nên khi mà mình lớn lên thì mình biết được những cái này là được gọi là cái bàn, cái này được gọi là cái ghế, cái này được gọi là căn nhà, cái này được gọi là chiếc xe, vân vân. Những cái pháp chế định. Riêng về cái pháp chân đế cũng được gọi là pháp. Mà chân đế ở đây đó thì chúng ta thấy bao gồm cả tâm, người sở hữu tâm, hay gọi còn gọi là tâm sở, rồi sắc pháp. Sở hữu tâm thì có 52 sở hữu, hay là 52 tâm sở, tức là những thuộc tính của tâm. Như Giác Đẳng đã nói đó là thuộc tính của tâm, nó bao gồm 52 cái thuộc tính đó. Rồi tâm thì có đến, theo trong Di Diệu Pháp thì có đến 121 tâm. 121 tâm. Và sắc pháp, tức là cái phần thể vật, thì nó sẽ có được 28 sắc pháp. Thì giờ khi mà nói đến tâm thì rất là rộng. Ở trong Vi Diệu Pháp chúng ta nói ủa sao rồi ở trong thường thường tâm của mình thì chỉ có một tâm, sao mà trong Vi Diệu Pháp nói tới 121 tâm lận. Thì xin thưa quý vị rằng nó dựa vào cái đặc tính, dựa vào cái trình độ, dựa vào những cái đặc tính và trình độ khác nhau đó, cho nên nó có những cái sự khác biệt mà nó hình thành thành được các ngài sắp xếp thành 121 tâm. Chúng ta cũng biết cái đặc tính của mỗi tâm. Thí dụ như tâm dục giới, tâm dục giới nó có những cái tâm bất thiện, có những tâm vô nhân, rồi có những tâm dục giới tịnh hảo. Nó có những cái đặc tính. Cho nên là những cái tâm đó sở dĩ mà có đến 54 tâm dục giới thì nó có những cái đặc tính, cái tính chất đặc biệt của những cái tâm đó. Cho nên chúng ta thấy nó hoàn toàn rất là nhiều. Nếu mà mình nói ở trong dân gian thì cái gì mà thường thường người ta nói một cách chung chung nhất, chung chung nhất thì nghĩa là tôi tu tâm, hay là tôi để ở trong tâm của tôi cái gì đó được ghi nhận, thì mình nói đó là tâm thôi. Nhưng mà đối với nhiều pháp thì chúng ta nói đến tâm thì nó tùy theo cái tính chất của mỗi tâm, tùy theo lĩnh vực của mỗi tâm, cũng như là tùy trình độ của mỗi tâm, cho nên là nó rất là nhiều. Và khi mà nói đến, phải nói rằng là nếu mà có ai học qua Di Diệu Pháp đó, hay là học Thắng Pháp đó, thì khi mà nghe giảng về
diệu pháp thì mình nó có thể hiểu được. Và chúng tôi xin thưa rằng là nếu chúng ta đi, chúng tôi để ý một điều đó là khi mà mình đi giảng thì phần lớn là mình lấy kinh tạng mình giảng, phần lớn mình lấy kinh tạng giảng. Nhưng mà những cái lúc cần thiết đó thì nhờ cái chúng ta lấy ở trong thắng pháp đó, đó chúng ta giảng thì thật sự nó rất là sâu sắc, rất là sâu sắc. Nhưng mà nói như vậy đó thì không phải là ai cũng hiểu được cái diệu pháp, bởi vì những người có học thì họ mới hiểu được cái diệu pháp. Và khi mà học cái diệu pháp thì cần có những cái ví dụ rất là nhiều, mỗi một cái ví dụ đó để làm minh họa, để làm rõ cho cái vấn đề mà mình được mình giảng. Cho nên đó là nhờ ví dụ pháp mà giảng một cái thời pháp, cái bài pháp ở trong kinh ấy, khi nào cần ấy, thì thật sự là người ta hiểu rất là sâu rộng ở trong cái Phật ngôn đó, trong cái lời dạy đó. Nói như vậy thì không phải là ở trong bất cứ cái đạo tràng nào mình cũng có thể giảng với diệu pháp được, bởi vì những người họ không có biết học với diệu pháp, không có từng học với diệu pháp thì mình giảng họ nghe nhưng mà họ không thể nào hiểu được. Chúng tôi xin đưa vậy. Cũng như là cái việc mà chúng tôi kinh nghiệm một điều đó là mình học với diệu pháp một lần, hai lần, một vài lần như vậy thì có thể tương đối là mình nhớ được một hoặc hai lần. Có những người thì học chậm hơn thì cũng phải dài ba lần, khi mà họ có thời gian rồi nghiền ngẫm. Và thật ra là con số thuộc á, thuộc những cái con số nó phối hợp với nhau giữa tâm và tâm sở, hay là sở hữu tâm á, thì đó là một phần thôi. Nhưng mà cái quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng cần phải hiểu tính, cái tính chất của mỗi loại tâm, thì những cái thuộc tính của nó đó chúng ta cần phải biết. Vì vậy cho nên chúng ta mới hiểu được và chúng ta mới có thể nhớ dai được ở trong cái điều mà chúng ta đã thuộc. Cho nên là nếu như trong Phật pháp thì ngày gần đây đó thì có các cái đạo tràng cũng như là các cái chùa có giảng dạy về diệu pháp hay là thắng pháp được đưa lên trên mạng xã hội là Facebook. Cho nên là đó là cũng là một cái môn mà chúng ta thấy rằng nhờ cái công lao của Ngài Tịnh Sự được truyền qua các cái thế hệ, chúng ta ngày nay được hiểu được vi diệu pháp, biết được vi diệu pháp, thì phải nói là nhờ cái công lao của Ngài Hòa Thượng rất là lớn. Bởi vì toàn bộ luận tạng phải nói là nhờ nơi Ngài. Quý vị thấy Thượng Tọa Giác Đẳng vô chưa? Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại để thẳng tiếp cho cái buổi học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thủ kính trân tòa pháp tăng. Thưa quý vị, có vị nói là thượng tọa Từ Siêu đã có mặt ở trước máy, không biết không thấy được nick của thượng tọa Từ Siêu, có vị nào có phải là thượng tọa ở chùa Viên Giác phải không?
Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi xin nói thêm một vài liên quan đến bài học ngày hôm nay, rồi sau đó chúng tôi sẽ cùng thỉnh Thượng tọa tổ sư để từ đó có vài điều đề cập đến trong bài học này. Ở đây thưa quý vị, bên cạnh những cái định nghĩa mà chúng ta học về chữ pháp và cũng như nhiều đề tài khác ở trong Abhidhamma, thì chúng tôi cũng phải thưa một điều rằng đa phần chúng ta không nên tự đòi hỏi mình là mình phải hiểu một cách trọn vẹn ngay trong bài học đầu tiên. Với những gì mà chúng tôi hay từ Pháp Tân đề cập đến nãy giờ đó, nó cũng chỉ là một phần của ý nghĩa của chữ pháp. Khi mà chúng ta học chữ pháp, khi mà chúng ta học sâu vào đề tài này đó, thì chúng ta sẽ có thêm những cái khái niệm mới về chữ pháp, và có thể chúng ta hiểu vấn đề nó lại khác đi. Chúng tôi nhớ rằng hồi còn nhỏ đó, chúng tôi thường nghe sư trưởng đề cập đến câu chuyện là người cha khuyên con là bây giờ thì ở tuổi này thì con có thể nghĩ con hơn cha, nhưng mà ở cái tuổi nào đó con sẽ thấy rằng con bằng cha, và khi con lớn lên con sẽ thấy con thua cha, thí dụ vậy. Điều đó cũng không nghĩa là ông cha thay đổi hay người con thay đổi, nhưng mà trong mỗi một cái giai đoạn của cuộc sống thì chúng ta có một cái nhìn khác nhau. Thì pháp cũng vậy. Một người Phật tử mà mới vào chùa, chữ pháp chúng ta nghe khác, nhưng mà hành trì tu học lâu thì chúng ta hiểu chữ pháp hiểu khác. Trong sáng pháp Abhidhamma, khi mà mình mới vào đó, có rất nhiều cái trọng điểm như là thế nào là pháp, thế nào là tâm, thế nào là duyên chẳng hạn. Nhưng mà một định nghĩa trong một buổi học, một định nghĩa trong một bài học đó, nó không đủ gì hết. Ngay cả chúng tôi nhớ rằng hồi chúng tôi vào chùa ở với Ngài Tịnh Sự, mà cái tuổi thơ lúc đó Ngài cũng làm cho chúng tôi ngỡ ngàng. Ví dụ như Ngài nói tâm thì có 121 cũng được, mà tâm có 1 cũng được, thì mình nghe cũng lạ. Sao tâm có 1 cũng được, tâm có 121 cũng được, 81 cũng được, thì nhiều con số khác nhau. Thì những con số này đó, nó không nhất thiết là mình vô học mình hiểu liền. Và mình hiểu tại sao con phân chia nó rộng, phân chia nó hẹp. Nhưng mà học một thời gian rồi thì thì té ra nó là như vậy. Cũng tương tự như là quý Phật tử mới về nhà, về một cái khu vực mới, thì cũng con đường đó, con đường này bắc ngang, con đường kia chạy dọc lại, có những cái giao điểm, nhưng mà chúng ta không hình dung được, không hình dung được cái sự liên đới giữa con đường này với con đường kia, và cái khoảng cách như thế nào. Khi mình ở lâu rồi đó thì mình mới có cái tìm rõ hơn. Và do vậy khi mà chúng ta mới đầu vào học thắc pháp như bài học ngày hôm nay, chúng ta học về chữ pháp, chữ Dhamma, thì có thể nó có nhiều điểm khiến cho chúng ta ngỡ ngàng, chúng ta khó hiểu. Nhưng mà thứ việc cũng chúng ta cũng không nên quá tự khó khăn với chính mình. Hiểu được bao nhiêu thì hiểu, nhưng mà học một lúc sâu vào thì chúng ta sẽ cảm thấy điều đó nó rõ hơn. Và đó cũng là cái đặc điểm của thắng pháp Abhidhamma. Rất là nhiều người học Phật có một cái quan điểm rằng hãy mình nghe mình phải hiểu, và hiểu có nghĩa là hiểu liền, hiểu trọn vẹn. Thì chuyện đó không có với Abhidhamma đâu. Khi mà chúng tôi còn nhỏ ở gần ngày Tịnh Sự, ngày hay dùng cái thí dụ là có một tòa lâu đài, nó có nhiều cửa ra vào, và khi mình đi một lần thì nói mình đã có đi đó, nhưng mà không nhất thiết là mình nắm vững được cái sơ đồ, cái floor plan của cái tòa lâu đài đó. Mình phải ở lâu, phải là quen, thì những cái ngõ ngách thế này kia mình mới biết được. Thì tương tự như vậy trong cái gọi là pháp, chữ pháp thưa quý vị, là một ý nghĩa lớn, một ý nghĩa bao trùm. Nên chi
Không có gì ngạc nhiên khi mà có những cái nghĩa làm cho chúng ta lúng túng về điểm này. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ. Bây giờ thì Bạch Thượng Tọa Thiền Sư xin được Thỉnh Thượng Tọa Thiền Sư. Hôm nay thưa quý vị, Thượng Tọa Thiền Sư bận đi giảng, đi thuyết pháp ở Sài Gòn, ở Chùa Kỳ Viên. Nhưng mà Thượng Tọa cũng rất là cố gắng để dành thời giờ vào với chúng ta ngày hôm nay. Thì Bạch Thượng Tọa Thiền Sư, nếu mà có một người nào hỏi Thượng Tọa về cái chữ Dhamma, chữ Pháp, có gì khác biệt giữa Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng, thì Thượng Tọa trả lời như thế nào? Kính cung kính Thượng Tọa. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Giáo Pháp, đảnh lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng mới vừa xong thuyết pháp xong ở chùa Kỳ Viên, quận 3, Sài Gòn. Và chúng tôi đang trên đường trở về. Chúng tôi mới vừa qua khỏi cầu Bình Điền. Ngồi ở trên xe, chúng tôi cũng rất nôn nóng để vào room chia sẻ với Thượng Tọa Giác Đẳng về bài học diệu pháp hôm nay. Nên bây giờ thì trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Giác Đẳng sắp xếp câu thảo luận, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái vấn đề mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã hỏi. Nếu có người hỏi chúng tôi về cái chữ Dhamma, Pháp ở trong Kinh Tạng và ở trong Thắng Pháp Tạng, nó có cái gì khác biệt, thì chúng sẽ trả lời với họ rằng tùy theo chỗ mà xài. Vì ở trong kinh điển đó, ở trong tạng kinh đó, Đức Phật Ngài cũng xài cái chữ Dhamma, chữ Pháp. Nó có nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái phạm trù, chứ không phải chỉ có mỗi một Pháp. Trước hết, cái chữ Tập là chỉ cho giáo Pháp, là Tam Tạng Kinh Điển, là Phật Ngôn. Như khi mà chúng ta nói Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, Dhammang trong trường hợp này, Pháp, quy y Pháp, con xin quy y Pháp ở đây, Pháp là toàn bộ kinh điển, lời dạy của Đức Phật, là Tam Tạng. Hoặc như cái chữ Pháp trong câu Đức Phật nói Handat là Yovo Ananda Maya Thammo Cha Vinayo Cha Disito Panyato Sovo Mamachige Desatha. Này Ananda, Pháp và luật nào Như Lai đã thuyết giảng, đã chế lập, chính pháp luật ấy là thầy của các ngươi sau khi ta diệt độ. Như vậy chữ Pháp trong trường hợp đó, cái nghĩa thứ nhất là chúng ta phải hiểu là giáo lý, là toàn bộ giáo Pháp. Trong cái nghĩa thứ hai đó, chữ Pháp có nghĩa là những cái thiện Pháp. Vì khi mà Dạ Xoa Alawaka hỏi Đức Phật K
Trinh Sú Sú Trinh Nô Sú Khamma Quá Hà Tí tích lũy cái gì mang đến sự an lạc, thì Đức Phật này đã trả lời: Tham Mô Sú Trinh Nô Sú Khamma Quá Hà Tí, khéo tích lũy thiện pháp là mang đến cái sự an lạc. Thì như vậy chữ pháp trong trường hợp này có nghĩa là một cái điều thiện. Còn cái chữ pháp nó có ý nghĩa là cái gì? Nó là một cái nguyên tắc đúng. Thí dụ như khi nói rằng Thamiko, Thamikalato, Vindapato, tức là những cái thực phẩm Phật tử cúng dường đến chư tăng đó, những thực phẩm đó là hợp pháp và có được cũng hợp pháp, Thamikalato. Thì như vậy thực phẩm mà hợp pháp là những cái thực phẩm đó nó đúng theo luật lệ mà Đức Phật ngài cho phép. Chẳng hạn như là những cái thực phẩm đó không phải là những đồ ăn cắp, ăn cướp. Những cái thực phẩm đó không do sắc sanh mà có. Thì như vậy đó, cái chữ thâm á trong trường hợp này thì chúng ta phải hiểu cái gì nó là nguyên tắc. Hoặc là chữ Thammacharya, đa năng chất Thammacharya, chất nhà tất cả năng chất răng gà hô, chà ni kâm mà ni ê tâm mạc lâm mô tâm măng. Sự bố thí, sự thực hành theo pháp, thì cái này là những cái nguyên tắc sống đúng đạo đức, đó là cái pháp phúc lành tối thượng, là cái pháp hạnh phúc tối thượng. Như là chúng ta sống ở trong sinh hoạt ở trong xã hội, cái này là hợp pháp, cái này là phi pháp. Làm như vậy là hợp pháp, buôn bán những cái thứ này là hợp pháp, còn buôn bán những cái kia là không hợp pháp, là bất hợp pháp. Thì chữ pháp trong trường hợp đó có nghĩa là một cái luật lệ đúng, là những gì được cho phép. Chữ thâm á, pháp có nghĩa đó. Còn một nghĩa nữa là cái chữ pháp tức là nô lý dham mô, trì chân thì nó có cái đặc tính, nó mang một cái đặc tính riêng biệt. Pháp, cái câu mà Đức Phật, ba câu mà Đức Phật nói: Sankhara anicca tí, các pháp vi là vô thường. Sape sankhara dukkha tí, rồi sape dhamma anatta tí. Thì chữ pháp là vô ngã. Thì trong trường hợp đó, chữ pháp là chúng ta phải hiểu là nó bao hàm cả về cái pháp hữu vi là cái pháp vô vi. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và ở trong thắng pháp thường thì xài cái chữ Dhamma là pháp á. Trong ví dụ pháp Avitamma thì cái chữ pháp trong trường hợp này thường xài trong cái nghĩa thứ năm, cái nghĩa cuối cùng, mà như là nói đến Kusala Dhamma, Akusala Dhamma, Apiyakata Dhamma,
các pháp thiền, các pháp bất thiền, các pháp phù ký. Cái chi chi cũng gọi là pháp. Ngài và thượng tịch sự ngài có định nghĩa trong kinh thẻ đó, hỏi pháp là gì thì ngài nói cái chi chi cũng là pháp, dầu cho chân đế hay tục đế cũng gọi là pháp, dầu cho hữu vi hay là vô vi cũng gọi là pháp. Cho nên cái chữ dhamma chúng ta phải hiểu như thế. Và như cách thượng tọa giáo đẳng nói khi nãy, quý vị Phật tử chúng ta phải biết rằng là khi mà quý vị học thánh pháp Abhidhamma là quý vị đừng có bị chế tâm lý là làm sao để mình hiểu cái chữ pháp mà không bị nhầm lẫn. Không phải khi mà chúng ta bị ức chế tâm lý từ đó, đó là chúng ta sẽ không nhớ, không biết. Chúng ta cứ học. Khi mà chúng ta học về tâm bất thiện, tâm sở bất thiện phối hợp, thì chúng ta đang học vi dự pháp, học thắng pháp Abhidhamma, thì chúng ta nên biết đó là pháp bất thiện. Lấy chữ pháp đó hiểu cái nghĩa như vậy thì chúng ta sẽ không có gì trở ngại. Còn nếu như mà chúng ta cứ bị chi phối, trường hợp nào xài là giáo chữ Dhamma là giáo pháp, trường hợp nào chữ Dhamma là xài pháp thiện, trường hợp nào chữ Dhamma là cái nguyên tắc luật lệ đúng, còn trường hợp nào là cái pháp có cái đặc tính, có đặc tướng, thì chúng ta sẽ bị rối. Cho nên chúng ta cứ thoải mái để chúng ta hiểu. Thì trong trường hợp đó dần dần cũng quen thôi thưa quý vị, dần dần cũng quen thôi. Một nơi mà chúng ta mới đi đến một hoặc hai lần thì chúng ta sẽ cảm thấy nó khó nhớ. Thí dụ như cái chùa Viên Giác của chúng tôi ở cái chỗ đó thì nó tới 3-4 ngõ vào lận, đi con đường này cũng được mà đi có. Nhưng mà có Phật tử ở Sài Gòn chùa thì khi chúng tôi chỉ đường thì họ nói đường nhiều quá cho nên con khó nhớ. Thì lúc đó thôi mà quý vị đi đến con đường đi đến như vậy, quý vị đường này đi ra cái ngõ khác, dần dần quý vị sẽ quen, quý vị sẽ biết, quý vị sẽ không cảm thấy nó bị rối. Cũng vậy, khi mà chúng ta học thì chúng ta pháp, dầu cho pháp thiện cũng gọi là pháp, mà pháp bất thiện cũng gọi là pháp, mà pháp vô ký cũng gọi là pháp, pháp chân đế cũng gọi là pháp, pháp tục đế cũng gọi là pháp. Chữ pháp nó là cái trạng thái tự nhiên, cái trạng thái tự nhiên của mọi cái hiện tượng mà thôi. Chúng ta nhớ biết như vậy là đủ rồi. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa giáo đẳng như vậy. Và bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa trở lại để điều tiếp tục được học. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính chừng thượng tọa thầy siêu. Bất thượng tọa thầy siêu, nhưng thượng tọa đang có mặt trước mặt thượng tọa, có thể giải rõ là cũng hiểu về pháp, nhưng mà chúng ta hiểu qua trí văn, hiểu qua hay là văn huệ đó, hiểu qua tư huệ, hiểu qua tu huệ nó khác nhau như thế nào, là cũng về pháp thôi, nhưng mà mình hiểu trong qua ba cái góc nhìn đó thì nó có khác biệt như không, hay là nó chỉ là một thôi? Và nếu nó khác thì khác thế nào mà giống chỗ nào? Xin kính thưa thượng tọa hoàn hỷ trở lại.
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Tất nhiên là có cái sự khác nhau giữa cái sự hiểu bằng hiểu chữ pháp và bằng cái tri văn, cái trí tư và cái trí tu. Về cái tri văn đó, thì khi mà chúng ta nghe giảng về Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, thì khi mà giải thích về pháp á, thì Swa Kato Phakwata Thamo Sanditiko Akaliko Ihibasiko Obanayiko Bachatang Weditapu Winyuhi. Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, vượt ngoài thời gian đến để mà thấy, khả năng hướng thượng, được chứng nghiệm, thực nghiệm bởi bậc trí, thì chúng ta hiểu cái chữ pháp theo cái khía góc cạnh đó. Còn khi mà chúng ta nghe trình bày, nghe giảng về người sống theo pháp thì sẽ được an lạc, còn người sống phi pháp thì người đó sẽ bị đau khổ. Thì chúng ta hiểu chữ pháp theo kiểu đó, theo cách nghe vậy, vân vân. Chúng ta bước đến một cái bước khác nữa là do cái trí tư. Là bây giờ tự chúng ta bắt đầu suy nghĩ. Khi mà chúng ta suy tư ở một cái khía cạnh nào thì chúng ta sẽ biết được ở khía cạnh này cũng gọi là pháp. Nhưng mà pháp này không phải là giáo lý, không phải chỉ cho Tam Tạng kinh điển, không phải chỉ riêng cho ý nghĩa nào khác, mà chỗ này phải hiểu là chỉ thiện pháp mà thôi, vân vân. Cái đó là trí tư của chúng ta, là bắt đầu chúng ta đã quen thuộc. Nhưng mà cho đến cái trí tu á, khi một người đã chứng ngộ do cái trí tuệ trực giác, biết rõ được, thấu rõ được cái sự bản tánh sanh diệt của pháp hữu vi và khởi sanh lên pháp nhãn ly trần vô cấu, tức là tham ma chắc khung Uddhapadi, là pháp nhãn sanh khởi. Vị đó biết rằng là văn kinh chí samudaya tham văn sappatang nirothang, phàm tất cả pháp gì có tính tập khởi thì pháp, tất cả pháp ấy đều hoại diệt. Thì khi đó đó, thì cái chữ pháp trong trường hợp này samudaya tham bá, thì vị đó do cái trí tuệ đạo quả tu đồ quần khởi lên, mà vị đó biết rõ cái chữ pháp trong trường hợp này là chỉ cho tất cả những gì một về hiện tượng tâm lý, hiện tượng vật lý đều gọi là pháp. Cái gì nó là hiện tượng vật lý, hiện tượng tâm lý thì nó là pháp hữu vi. Pháp hữu vi nó có tính cách tập khởi, có năng duyên, nó mới sanh khởi, gọi là sở duyên. Năng duyên trợ cho sở duyên sanh khởi. Thì trong trường hợp tự khắc là vị đó sẽ hiểu, vị đó sẽ hiểu do cái trí tuệ mà vị đã chứng đắc đạo quả khởi lên biết như vậy. Cho nên ở đây đó,
trong ba, trong cái ba cái sự hiểu biết, hiểu biết bằng tri văn, là người ta nói sao nghe vậy, mình nghe hoài cái mình nhớ mình biết, gọi là nhớ, biết bằng tri văn. Biết bằng trí tư tức là có những cái mà chúng ta chưa nghe, nhưng mà do cái sự suy tư, do cái sự suy nghĩ và có cái sự so sánh đối chiếu sự kiện này với sự kiện nọ mà chúng ta biết, thì cái biết đó gọi là trí, biết do trí trí tư. Còn khi mà mình giác ngộ bằng cái trí đạo quả thì như vậy được gọi là trí trí tu. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thứ hai của Thượng Tọa Giang Đẳng nêu lên như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thúc kính thưa Thượng Tọa Thầy Sư. Bạch Thượng Tọa Thầy Sư, chúng ta đáng lẽ đây là một đề tài bàn về ngày mai này, bàn về lớp học chương trình thực tế, nhưng mà bài học tới của chương trình giáo trình Thắng Pháp. Nhưng mà muốn hỏi thì gọi là ngày Hòa Thượng Tịnh Sự đó, ngày đặc biệt là ngày có dùng cái chữ siêu lý, chữ siêu lý, thì nếu mà nói về cách trình bày của Pháp mà qua cách gọi là siêu lý đó, hay là Hòa Thượng Minh Châu thì là đệ nhất nghĩa đế, thì cái pháp mà của siêu lý đệ nhất nghĩa đế thì Tổ Hỷ xác nhận là nó có phải là có pháp gì xa xôi, hay là cái pháp đó ngay trước mắt chúng ta, ở chung quanh chúng ta, nhưng mà vì chúng ta nhận thức một cách khác thì chúng ta không thấy mà thôi. Như vậy cái siêu lý mà ngài thực sự ngài muốn dùng đó, là ngài thực sự muốn nói gì ở cái tỉnh Thượng Tổ Hỷ rồi. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử, cái danh từ được dịch nhất nghĩa đế hay là siêu lý, cái danh từ đó tiếng Bali gọi là Paramattha. Chữ Paramattha nếu mà chữ Paramattha thêm chữ Sacca, vì sao Paramattha Sacca dịch là chân đế, tức là một cái sự thật của sự thật. Nhưng mà chữ chân đó là không đủ để chuyển tải ý nghĩa của cái chữ Paramattha đâu. Cho nên nếu mà Paramattha Sacca dịch là chân đế, dịch cho nó gọn, nhưng mà dịch cái đó thì gượng. Còn riêng về cái chữ Paramattha thì chỉ dịch là đệ nhất nghĩa, chứ không thêm chữ đế nữa, vì chữ đế là chữ Sacca là tách ra rồi. Đệ nhất nghĩa, mà đệ nhất nghĩa thì Hòa Thượng Tịnh Sự thì ngài dịch là chữ siêu lý. Thật ra thá không phải là chỉ cho cái pháp gì nó cao siêu huyền diệu, hay là có cái sự so sánh đệ nhất, nhưng mà ở đây đó chúng ta phải hiểu rằng chữ Parama có nghĩa là tột cùng, còn chữ Attha có nghĩa là khi mà chúng ta nói đến Sambhutisaccha là tục đế,
thì chúng ta phải biết rằng là cái gì là cái pháp tục đế thì cái đó có thể là hiểu cách này hay khác cũng được. Bởi vì cái đó do con người tự định đặt ra thôi. Nhưng mà đối với cái pháp Paramattha là cái pháp siêu lý hay là cái pháp đệ nhất nghĩa đó, thì cái đó nó là Yatha Phu Tăng. Yatha Phu Tăng, Tatha Phu Tăng. Cái sự thật đó là như vậy. Thí dụ như tâm là Aramanang Chinte Titi Chitang, tâm là cái sự biết cảnh, thì không thể nào nói khác đi được. Còn nói tâm sở Chetasika thì nó là thuộc tánh của tâm, hay là nó là cái đặc tính của tâm sở, là nó phụ thuộc vào tâm, nó tạo nên tâm. Nó cũng giống như là một cái linh kiện của một cái chiếc xe, một cái máy móc gì đó, để mà ráp với nhau lại thành một cái bộ máy đó. Cái đó không thể đổi khác hơn được. Giữa sắc pháp gọi là rupa, tức là thành phần vật chất, thì nó có nghĩa utohi, rupatiti, rupang. Cái gì mà nó bị cái sự biến hoại, cái sự thay, cái sự biến thái do ảnh hưởng bởi thời tiết vân vân, bởi sự nóng lạnh, thì cái đó thuộc vật chất, nên gọi là rupang pháp. Cái đặc tính đó là nó là như vậy chứ không thể khác hơn nữa. Thí dụ như người ta làm một cái ngôi nhà, dầu cho bằng bê tông cốt thép, người ta sơn màu như thế nào, nhưng mà trải qua thời gian 5 tháng thì màu đó nó cũng phai nhạt, và cái tường vách đó nó cũng có cái sự răn nứt. Cái đó là lẽ tự nhiên, là bởi vì nó thuộc về vật chất, cho nên nó bị ảnh hưởng, bị chi phối bởi cái thời tiết nóng lạnh vân vân. Và Niết Bàn, cái đặc tính là upasamo, tức là tịch tịnh, là vắng lặng, nghĩa là không còn, không có cái sự hiện khởi, không có cái hiện tướng vô thường khổ, cho nên được gọi upasama. Thì những cái đặc tính mà được nêu lên như vậy, cái ý nghĩa đó là tột cùng rồi, ý nghĩa đó là tột cùng, không thể sửa đổi được. Cái đó là một cái định lý, một cái nguyên lý, thì chỉ có như vậy thôi. Còn nói về cái pháp mà pháp siêu lý hay là cái pháp đệ nhất nghĩa đó, thì chỉ là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Thì tâm thì nó gồm có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký. Tâm sở thì có tâm sở tự tha, xúc, thọ, tưởng, hành, thức, tư, định, mạng nguyện, tắc ý, vân, hay là tâm sở bất thiện. Thì cái đó là nó rất là gần gũi với chúng ta.
Tại vì hàng ngày đó chúng ta khởi lên tâm bất thiện, chúng ta không hiểu được cái tâm tham, tâm sân, tâm si đó là những cái trạng thái này nó thuộc về Paramattha. Mà chúng ta cứ theo cái tục đế và chúng ta nói một cái thằng ăn cướp hay là một tên trộm hoặc là một cô gái điếm, chúng ta dùng cái từ tục đế để mà chúng ta chỉ cho những cái hành động, những cái việc làm bất chánh của họ, thì cái đó là chúng ta xài tục đế. Chúng ta không có dùng cái từ chân đế để chúng ta triển khai được. Và chúng ta có dùng từ chân đế chúng ta triển khai, chúng ta mô tả trong vấn đề đó thì cũng không ai biết được. Cho nên trong trường hợp này để mà ngày sinh hoạt là phải dùng cái từ tục đế để mà nói chuyện và chỉ. Nhưng với một người hiểu biết về vi diệu pháp thắng pháp thì họ biết rõ là cái hành động trộm cắp hay là hành động sống tà mạng thì cái đó là do tham sân si chi phối. Mà tâm tham sân si nó sinh khởi là nó có bốn dinh quẩn thọ tưởng hành thức, đi tham tương ưng, có sân tương ưng, có si tương ưng. Còn nếu một người tu hiền, chúng ta gọi là một vị tu sĩ, một vị tỳ kheo, một vị sa di, một vị tu nữ, hay là một cận sự nam, cận sự nữ, tại sao chúng ta dùng từ đó cũng là từ tục đế. Nhưng thực tế thì một chúng sanh nào mà thường khởi lên cái tâm thiện, và cái tâm thiện đó là theo cái lời dạy của Đức Phật, thì như vậy gọi là đệ tử Phật, thì vân vân, chúng ta hiểu theo cách đó. Thì như vậy cái ý nghĩa của chữ siêu lý và đệ nhất nghĩa là chúng ta không nên nghĩ rằng cái đó là cái gì nó, cái gì nó cao siêu, nó huyền bí. Bởi vì chúng ta nghĩ cái chữ siêu, chúng ta nghĩ cái gì nó cao siêu huyền bí, không phải. Mà tại vì cái pháp đó được trình bày theo cái nghĩa thật, cái nghĩa nguyên lý, cái nghĩa định luật, cho nên mới gọi là siêu lý hay là đệ nhất nghĩa. Chỉ có vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giáo Đẳng như vậy. Nam Mô Bụt Thầy. Xin hỏi quý vị, Phật tử quý vị có nghe lại được không? Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa nghe được không vậy? Nếu có trường hợp Pháp Đăng, dạ.
Chưa, tôi nói rằng ở đây chúng ta định nghĩa là pháp á, cũng có nghĩa, cũng có hàm nghĩa là pháp là lời dạy của Đức Phật, và đôi khi pháp cũng có nghĩa là sự thật, và sự thật của sự thật nữa. Dạ, nhưng mà rồi có phải rằng tất cả pháp Phật của Phật dạy đó, tất cả những gì Đức Phật dạy đều là sự thật, và có những gì gọi là sự thật đều là lời Phật dạy không? Cũng giống như người ta nói là Phật pháp bất ly thế gian pháp, thì như vậy phải rằng thế gian pháp và Phật pháp là một, tương đồng với nhau. Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Hợp Đăng. Alo. Dạ. Thì Đức Phật là bậc Pháp Vương, thì mình hiểu rằng Đức Phật là Ngài biết tất cả các pháp. Nơi đây pháp đưa đến giác ngộ giải thoát thì có 37 phẩm Bồ đề trợ đạo thôi. Pháp mình gọi là pháp Bồ thí bất ký giác. Còn ngược lại đó thì Đức Phật Ngài định nghĩa những cái pháp như là tục đế đó. Tục đế nó có danh chế định và nghĩa chế định đó. Ví dụ hình thức chế định, cái hình thức như vậy người ta gọi là một cái bệnh viện hay là một cái khu quân sự, hay là hiệp thành chế định là chúng ta nói nhiều phần rồi trở thành một con người, hay nhiều phần trở thành một cái lâu đài, nhiều phần trở thành một cỗ xe lớn, thì nó cũng như vậy. Thì nơi đây thì Đức Phật Ngài biết rằng pháp mà đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát đó, bởi thường thường chúng ta biết rằng nếu mà định nghĩa cái gì cũng là pháp hết á, thì có rất là nhiều những cái pháp mà mình nói về chúng sanh mà nghĩa là mình không thấy được, thì Đức Phật Ngài cũng biết, Ngài cũng biết những cái pháp mà hình thành những cái sinh vật mà nó quá nhỏ, những sinh vật quá nhỏ mà nó như một con vi khuẩn gì đó, một cái khuẩn, một cái tế bào rất là nhỏ. Nhưng mà những cái điều đó, đó Đức Phật Ngài thường thường thì chúng ta biết rằng có những cái mà Đức Phật Ngài không nói, ví dụ mình thấy những loài ngã quỷ mà Đức Phật Ngài giác ngộ Ngài không nói, nhưng khi đến ngày một quyền liên Ngài thấy Đức Phật Ngài xác định là có những cái loài ngã quỷ như vậy với cái thân hình rất là kỳ dị, rất là to lớn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, thì Ngài biết nhiều, nhưng mà Ngài chỉ dạy những cái pháp nào mang lại cái sự lợi ích. Còn những pháp nào mà Ngài nói đưa đến hí luận đó, hí luận ví dụ chúng ta thấy rằng mình nói về cái thế giới hữu biên, thế giới vô biên đó, sinh mạng và thế giới là một, sinh mạng và thế giới là khác đó. Nó cũng gọi là pháp. Những cái pháp đó Đức Phật Ngài cũng biết, mà Ngài đưa đến, Ngài cho chúng ta biết những pháp đó nó có lợi ích hay không có lợi ích. Những cái pháp nào nó có lợi ích thì Đức Phật Ngài chỉ dạy những cái pháp có lợi ích thôi. Những cái pháp không lợi ích đó, thì nó cũng rất là nhiều, nhưng mà chúng ta hiểu rằng thí dụ một cái người mà họ bỏ thời gian để nghiên cứu những cái loài sinh vật này kia nọ đó, họ tìm kiếm ở trong những cái loài đó, thì nó cũng là những cái pháp mà Đức Phật Ngài nói về cái sự thật của những chúng sanh. Nhưng mà những chúng sanh đó nó có nhiều cái sự khác biệt, nhiều cái sự biến đổi mà mình không có thể nào biết được. Mình có nghiên cứu đi thì mình cũng chỉ nói một phần thôi. Ví dụ chúng ta thấy như là những người họ nói về những cái loài là khỉ tiến hóa thành người, những cái lý thuyết đó, đó người ta cũng đưa ra, người ta cũng nghiên cứu một thời gian rất là lâu, và thế giới cũng có một số người họ chấp nhận như vậy. Nhưng mà chúng ta biết là những cái điều đó nó có những cái mà Đức Phật Ngài biết, Ngài biết về những cái chúng sanh mà gọi là, ví dụ mình nói là rắn lưỡng tính nó tự thành đực, tự thành cái được, những con cá nó tự thành con cá đực hoặc là con cá mái được, thì những điều đó đó nó đều có một cái sự ẩn ở bên trong đó, chứ không phải nó đơn thuần như là mình hiểu. Vì thường thường thì Đức Phật Ngài biết rằng
Có những khi nó biến đổi do cái nghiệp lực hay là do những cái điều kiện nó bị biến đổi, nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Như vậy thì Đức Phật cứ ngày biết được những cái hiện tượng của các cái pháp đó, và ngày dạy chúng ta, nghĩa là cái pháp mà đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, pháp mà đưa đến cứu cánh phạm hạnh với mục đích mà đưa đến yểm ly ly tham đoạn diệt đó, thắng trí an tịnh giác ngộ niết bàn, thì cái pháp đó Đức Phật ngày dạy thì với mình tu tập. Bởi thường thường quý vị biết rằng nếu mình bỏ thời gian ra mình học cái pháp mà vô ích đó, thì nó còn rất là nhiều. Nên những cái người đời họ có thể đi học và hỏi những cái pháp mà thế gian đó, những cái pháp thế gian, thì họ bỏ cái thời gian rất là nhiều ở trong đó mà họ không có tìm được cái mục đích cuối cùng. Còn Đức Phật khi mà Ngài nói Ngài tìm cái pháp mà đưa đến cái mục đích cuối cùng đó, là Ngài tuyên bố về cái tứ thánh đế: khổ đế cần phải biết, tập đế cần phải diệt, đạo đế cần phải hành trì, diệt đế cần phải tác chứng. Thì Ngài dạy về bốn cái diệu đế này, chúng ta có khả năng học mà để tu rồi để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Chứ còn Đức Phật á, thì Ngài là cái bậc pháp vương, Ngài biết được những cái pháp này đó, nên nhiều khi mình thấy những cái mà Đức Phật Ngài không trả, phải là Ngài không biết, hoặc là Ngài trả lời như thế nào đó mình cũng hiểu sai hết, nên Ngài không có trả lời. Ngài nói những cái pháp đó đưa đến lý luận thôi, có nghĩa là thế giới hữu biên, thế giới vô biên, là chúng sanh và sinh mạng là một, chúng sanh và sinh mạng là khác. Thì những điều đó được Đức Phật ngài cũng biết, nhưng mà Ngài nói rằng những cái ví dụ mình ưa nói con gà đẻ thì trứng gà nở thành con gà, vậy cái nào có trước, cái nào có trước, những cái lý luận như vậy đưa ra đó, nó chỉ làm cho mình xây quần thôi. Chứ mình không có thể nào mà tìm được cái mục đích cuối cùng. Còn Đức Phật thì Ngài biết rằng những chúng sanh đó hình thành do cái lòng tham mà còn tái sanh luân hồi, mà cái lòng tham tái sanh trong sự luân hồi đó thì nó trải qua biết bao nhiêu hàng bao nhiêu trăm triệu ngàn tỷ kiếp, mà từ cái kiếp này đến cái kiếp khác, từ cái loài quá sanh đến loài thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, trải qua như vậy. Đức Phật thì chỉ nói cho mình biết cái đó, và mình nhìn vào trong đời mình thấy những chúng sanh sanh dị biệt sai khác như vậy, thì chúng ta có một cái hiểu biết để chúng ta tu tập. Chứ còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng những cái pháp mà thế gian nhé, bởi vì chúng ta thấy chia ra cái pháp chia làm hai, pháp tục đế nó có hình thức chế, pháp tục đế thì nó có hình thức chế định, hiệp thành chế định đó, danh chế định và nghĩa chế định. Những cái pháp mà tục đế này đó, nếu mà mình đi tìm những cái pháp đó để mình lý luận đó, thì nó chỉ tốn cái thời gian thôi, chứ nó không có mang lại cái kết quả lợi ích để đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Sao tôi cái chừng thưa tòa pháp đăng, thưa tòa tế quyền, thưa tòa có nghe mà khai trước máy và nghe được không? Dạ. Thưa tòa tế quyền, có nhiều người nói rằng khi mà mình học kinh tạng á, thì mình nên đặt nặng về vấn đề như là luân lý, đạo đức vân vân, nhưng mà khi mình học về thắng pháp Abhidhamma thì học các pháp giống như người ta nghiên cứu về khoa học vậy đó. Đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng hành thức, đây là xúc thọ tưởng tư định bằng căn tư ý, mà mình không cần phải có một cái gì mà nghiêng nặng về cái tất cả tôn giáo hay là đạo đức, thì chuyện đó có phải là hay là đó chỉ là một cách nhận hời hợt bên ngoài thôi. Chính thỉnh thì tòa tự nguyên. Nam mô Bụt Tha Nhã, Nam mô Tham Ma Nhã, Nam mô Sang Khai Nhã, đại chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, thần đại giác đẳng, thần Phật Đa Phật Tăng. Để Đức Tự Tri cùng tập hành
cũng cho công đức tăng đang hiện diện đông đông tham gia với quý tu nữ cũng cho Phật tử. À, giờ bên các bạn tôi nghe kính thưa quý vị, nếu chúng ta nói rằng là để về nói về cái lý kinh thì nó như là một cái lối sống đạo đức, còn về cái lý của vi diệu pháp thì như là một cái mang tính khoa học, một cái chúng ta gọi là cái nhân văn, một cái gọi là cái tự nhiên á. Thì ở đây thì nói như vậy là chúng ta nhìn một cái giáo lý như vậy thì nó không đúng đắn. À, có thể nói rằng là bởi vì cái tinh thần chúng ta không nói về một cái lý sống của cái kinh để chúng ta tu tập rồi, nhưng một mặt khác cái lý của vi diệu pháp tuy chúng ta thấy nó có chẳng hạn như có những cái gì đó mà nó giống như một cái sự chiết tính của mà nó như là tự nhiên, chẳng hạn như con số, chẳng hạn như là cái nắm bắt về cái cơ học mà chúng ta cho rằng nó là một cái tự nhiên, thì sự thật ra chúng ta học để chúng ta tính cái cơ học, nhưng điều mà cái tính cơ học này nè để chúng ta mới thấy được cái giá trị đạo học, một cái giá trị lý pháp nó tốt đẹp. Nhờ cái cơ học, nhờ những cái chẳng hạn như đội đặng vừa nói, thế nào là tầm, thế nào là tứ, thế nào là thắng giải, thế nào là cần nghĩ dục, hoặc là xúc thọ tưởng tư định mà quyền bất ý, nó phải có yếu tố này trong tâm của mình để làm gì, để tâm của mình khởi sanh lên thiện hay là ác. Mà nếu như là ác thì chúng ta loại trừ, mà nếu như thiện thì chúng ta phải gìn giữ nó, vì hiểu cái tính cơ học này cho nên chúng ta tiến đến với lý học và chúng ta mới đạt được cái đạo học tốt đẹp. Vậy chứ nói rằng thì bởi vì vậy cho nên vi diệu pháp có thể nói giáo lý này nó hàm tận, nó bao gồm cả về cái cơ học, cái lý học và cái đạo học luôn để cho chúng ta tu tập. Bởi vì chính vì có vi diệu pháp này chúng ta mới nhìn thấy được, chúng ta mới hiểu được ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức này gồm những yếu tố nào, tại sao sắc uẩn là đóng là khối là như vậy, thọ uẩn là như vậy, tưởng uẩn là như vậy, hành uẩn là như vậy và thức uẩn là như vậy, để nó có yếu tố đó để làm gì, và nó thật sự không có hiện hữu, thật sự nó không có thật, mà chúng ta cho coi như khả năng, quyền lực, tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp của chính mình vân vân, cái mà chúng ta chấp như vậy đó, nếu như không có cái gì pháp lột tả được cái giá trị của chi tiết của danh pháp, chi tiết của sắc pháp, thì làm sao mà chúng ta biết được ngũ uẩn nó là sao? À, vì vậy cho nên ở đây chính là dầu cho là nó có tự nhiên hay là cái giá trị nó mang tính thực pháp mà căn bản dễ dàng để chúng ta tu tập thì nó còn nói gì nữa. Cho nên vì vậy ở đây cần phải có một cái sự tu học, cần phải có một sự tu tập tốt, cần phải có một sự hiểu biết tốt. Cho nên nhận thức mà nói rằng vi diệu pháp nói về cái lý như vậy, chứ sự thật ra mình áp dụng như thế nào, sự thật ra chẳng hiểu gì biết. Bây giờ thế nào là cái chế định và thế nào là giá trị chân đế, cái A B C D tên này tên kia, tất cả cái tên ở trên đơn này của chư tăng và quý Phật tử nó đều là giả không? Tôi định danh cho ông sư Tệ Quyền, cái chữ quyền này đặt vô cho cái ngũ uẩn quyền này chứ không có cái gì đó. Thì đặt cái tên rồi gọi là cái chế định, cái danh chế định đó, cái chỉ như đó thôi. Nhưng điều mà đụng tới cái mình cái là cử nữ ông sùng, hoặc là để chúng ta mượn, để chúng ta kêu, để chúng ta đổi, thì nếu như cái đó là cái giả, thì nếu nói rằng nếu nó là cơ học, nếu nói rằng nó là tự nhiên, thì làm sao chúng ta cái giá trị chân thật của nó, cái giá trị chân đế của nó, cái gì nhớ rõ nha, không thì thấy được cái giá trị chân đế của nó. Cho nên vì vậy nói rằng là theo vi diệu pháp nhìn như một cách quan sát của khoa học tự nhiên thì không phải, chẳng những nó như là một cái quan sát khoa học tự nhiên, và nó cũng chính là một cái giá trị của nhân văn rất là lớn lao. Nếu như chúng ta từ cái tự nhiên này, từ cái cơ học này mà chúng ta đưa qua cái lý hải, chúng tôi nó đưa qua cái đạo học, nó mới cao cấp, nó mới mạnh mẽ và nó mới lớn lao được.
Đây là một yếu tố rất quan trọng. Nói để chúng ta có thấy được tâm sở hữu sắc pháp niết bàn là cái gì. Và tâm nó ra sao, sở hữu nó ra sao, sắc pháp nó như thế nào và giá trị niết bàn nó như thế nào, vân vân và vân vân. Thì từ cái nguyên tố đưa đến một cái vật thể, và cuối cùng thì chúng ta được cầm một nắm một cái gì đó mà yếu tố của nguyên tử, yếu tố của vật lý, yếu tố của nguyên tố, mà nó chuyện giờ nó trở thành một cái mít, nó trở thành một màn hình mà chúng ta đang thấy, đang tìm đây. Thì ví dụ pháp này nó là một yếu tố để tất cả chúng ta nhìn thấy các hành của danh và sắc. Vậy thì nó có liên quan, nó chưa nói liên quan tới lý kinh, mà chúng ta đã đi thẳng, đi trực tiếp vào ở trong cái sự thực hành, sự tu tập của chính mình. Thì cái bài thượng tọa đây chính là đôi điều mà con suy nghĩ như vậy. Nếu có đi dự cần bổ túc thì kính cung tên thượng tọa cùng với ngài Nam Mô Bổn Thầy á. Sa thủ chân thượng tọa Tịnh Nguyên. Quý Phật tử, hôm qua chúng tôi có một phiên họp với thượng tọa Tuệ Siêu về giáo trình Abhidhamma. Thì chúng tôi ước chừng rằng chúng ta sẽ có khoảng chừng 250 bài cho giáo trình này. Và chúng ta sẽ đi từng bước một mà đi rất là kỹ để có được lợi ích cho quý Phật tử. Ngoài chương trình mà dạy theo Abhidhamma Sangha thì Tuệ Siêu và chúng tôi cũng dành nửa giáo trình cho bảy tạng diệu pháp. Đi vào trong chánh tạng như vậy đó là cũng là một dịp mà quý Phật tử đào sâu vào bộ môn lớn và quan trọng ở trong Phật pháp. Nên chúng tôi đặc biệt khuyến khích quý Phật tử nào mà ưa thích và muốn học Abhidhamma thì nên cố gắng theo dõi các cái khóa học cho được liên tục. Bởi vì học môn này mà học càng sâu đó, nó đòi hỏi của chúng ta có một cái sự kết nối với những gì mình đã học. Nếu chúng ta học trước quên sau thì đôi khi nó khó khăn cho chúng ta đi dự thính, và chúng ta phải nghe lại cái cũ. Nhưng mà cũng may rằng hôm nay là chúng ta đã có được những cái bài học lưu trữ. Quý vị có thể trở vào nghe những bài học đó, nghe trên Facebook hoặc giả là nghe trực tiếp qua website pháp luân.com. Bất cứ sự ôn bài thì sẽ giúp cho chúng ta đi tới trong chương trình học. Chúng tôi có rất là nhiều cái lạc quan là thời gian sắp tới đây với cái sự hỗ trợ của cái app Zoom cũng như là sự tự tri sẽ giúp đỡ cho quý Phật tử học Abhidhamma, Thắng Pháp Abhidhamma ở trong Trung Phật Pháp Buddhadhamma có nhiều điều kiện thuận lợi. Và về phương diện mà giảng giải với những cái đồ hình, những gì mà cần thiết thì chúng quý vị có thể theo dõi được dễ dàng. Riêng về môn học này thì chúng quý vị, chúng tôi khác với trong trung bộ là chúng tôi sẽ dành một số các thời giờ cho quý vị có những câu hỏi. Mấy bài đầu thì tương đối là ít có câu hỏi, chúng tôi không có để riêng. Nếu từ bài học kế tiếp, tức là bài số 7 trở đi đó, quý vị có cần câu hỏi gì quý vị sẽ post ở dưới, và chúng tôi sẽ tìm cách để trả lời ở trong một cái thời lượng nào, ở trong thời điểm nào cảm thấy thích hợp. Xin được kết thúc chương trình sự hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Đức Thầy Ma. Kính thiền chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đánh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Bổn Thầy dạ, sa thủ lành thay, chúng con kính chân thượng tọa Đắc Đạo đã chia sẻ thêm bài học ngày hôm nay và đã giảng giải cho bài học. Thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính chân chư tôn đức đã mỗi lần bi mẫn giảng giải Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu con đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ông để hỗ trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lập Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu
luôn an lạc các từ những chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm cho chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Đường Phật Pháp Bồ Đề Tham xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy. Xin hỏi cái gì trên khi đi xuống tham kêu trời vào trễ quá, rồi bắt đầu sinh hoạt từ lúc 9 giờ sáng về New York, 6 giờ sáng giờ. Nếu mà muốn tham dự thì xin mời ghé vào sớm hơn. Cảm ơn, xin được đóng room.